Jibo chữ xéo 8 gạch đứng được sản xuất năm 1966. Kênh Jibo Gò Vấp xin kính chào anh em nha. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu đến anh em về một mẫu Jibo được đựng trong hộp giấy xưa. Và hộp giấy xưa thuộc giai đoạn 1960S. Và sau khi em mô tả hết chi tiết chiếc Jibo dòng xưa này rồi thì em cũng sẽ báo giao lưu đến với anh em. Và trong thời gian qua thì em cũng cảm ơn rất là nhiều anh em đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm Jibo. Bên em đồng thời cũng có theo dõi, like và đăng ký kênh, thì điều đó em rất là trân quý. Và những anh em mà mới biết đến kênh cái đầu tiên á, thì cho em xin một đăng ký kênh nha và một like để mình tiện theo dõi những mẫu mã Jibo năm sản xuất mà anh em muốn tìm hiểu có trong kênh của em. Và bây giờ thì em xin phép nhanh vào chi tiết chiếc Jibo ngày hôm nay, là một chiếc Jibo thuộc dòng xưa. Đây có giấy đỏ luôn nha anh em. Đây một chiếc Jibo vừa mở nắp ra và giấy đỏ ra thì cái chủ đề của nó khá là xuất sắc nha anh em, khá là đẹp và ấn tượng ạ. Và chiếc này thì tại sao em nói đó là một chiếc Jibo thuộc dòng xưa? Tại vì nó được sản xuất vào năm 1966 nha anh em. Và em đang để im cái mọc đáy để em có thể cảm nhận và nhìn rõ nét về cái mọc đáy của năm 1966. Và anh em để ý là bắt đầu chuyển sang mọc đáy có dấu gạch đủ 8 gạch, Jibo chữ xéo là năm 1966 nha anh em. Và nó có Jibo chữ xéo nè, tổng ở dưới mọc đáy của nó có đủ gạch, đó là đủ 8 gạch chia đều mỗi bên 4 gạch. Và nó có bát 2517191 nằm ở chính giữa, là mọc này là mọc của năm 1966. Và nó dễ hiểu hơn thì cái mọc đáy này là mọc đáy năm đầu tiên của dòng gạch đi mọc đáy gạch đứng. Và chiếc này thì chất liệu của nó là cốt đồng mạ chrome vân xước, thì anh em sẽ thấy là cái ánh vân xước của nó là đẹp nha. Vân xước rất là nhuyễn. Và trên cái bề mặt của chiếc Jibo này thì được hãng gắn một cái emblem, thì anh em sẽ thấy nè, cái biểu tượng rất là đẹp của công ty ngành than có tên là Matisse. Và một cái logo ở bên trong nó rất là sắc sảo luôn chi tiết lắm. Em đang zoom lại và cái emblem này là emblem zin theo máy nha anh em. Nó rất là sắc sảo luôn. Đó, như thế này. Và anh em sẽ thấy này, có bên trong emblem này nó có cái chi tiết nhỏ nhỏ. Rất là xuất sắc nha anh em. Ngay chỗ này thì nó có dòng tiếng Anh là Matikun Company, là công ty ngành than. Công ty than của Mati bên Hoa Kỳ nha anh em. Và cái công ty này là một cái công ty nổi tiếng ở bên đó ạ. Chiếc này thì về với tình trạng là chưa lên lửa, còn niêu cứng thì em không báo. Là tí nữa em sẽ chỉ ra tại sao em nói nó không phải là một chiếc niêu cứng, mà em chỉ dùng cái từ chưa lên lửa thôi. Thì anh em sẽ thấy nè, trước mắt là cái cạnh viền của nó quá là sắc sảo nha, không có xước nha. Cạnh viền mở nắp này. Và cạnh viền trên nắp cũng bóng loáng bóng lưỡng luôn. Nó có xước tơ rất là nhẹ. Và chiếc này thì năm 1966 tới giờ thì nó cũng mấy chục năm. Mấy chục năm rồi mà tình trạng chưa lên lửa như thế này thì em thấy quá là xuất sắc. Được bảo quản cũng rất là kỹ . Và cái bản lề thì lúc nào anh em cũng quan tâm. Thì anh em sẽ thấy nè, cái bản lề của nó nè, bản lề năm cháu nè, rất là khép kín và đẹp. Và điều mà em cho nó chưa được niêu cứng là vì cái mặt sau của nó. Và mặt sau của nó không có xước tơ, nhưng mà nó chỉ có một cái khuyết điểm nhẹ xíu thôi, là ngay chỗ này nó hơi bị tróc cái lớp chrome nha. Và giống như thế này, giống như nhiều lúc mình xả lớp chrome này nó ra lớp đồng á, thì cái này thì nó tróc nhẹ thôi. Anh em sẽ tróc nhẹ phù hợp với cái phần ở dưới đế hộp luôn. Hộp của nó cũng là hộp zin theo máy. Và đây chẳng hạn như ở dưới cái đế hộp thì anh em cũng sẽ thấy nè, nó cũng có cái dấu bị ố nè. Nhiều lúc là do không khí, cái thứ hai là để ẩm. Đó, chắc là không đáng kể nha anh em, nhìn nó giống như một cái vết xước thôi. Nếu mà em để góc này thì anh em sẽ không thấy được, tại vì nó quá là nhẹ nhàng. Một cái bề mặt của chiếc Jibo được gọi là khá là xuất sắc.
Cái bản lề của nó còn rất là rich nha anh em. Những mẫu chiếc Jibo mới thì anh em thông cảm là em hạn chế test âm. Tại vì bên em thì đôi lúc là không quan trọng tiếng âm của chiếc Jibo, quan trọng tất cả chiếc Jibo là còn nguyên zin để giao lưu đến với anh em, và hàng đẹp. Và anh em sẽ thấy là bên trong cái lồng vỏ của nó đây, bản lề trên của nó hai đường gạch sọc rất là mảnh nè. Hai bên. Đây là bản lề dưới. Quá là xuất sắc nha anh em, một chiếc năm 1966. Tới giờ nó cũng gần 60 tuổi hoặc 50 được 58 tuổi. Còn về chiếc ruột thì anh em sẽ thấy là cái chốt tán của nó nè. Xanh lắm luôn. Rất là đẹp, mướt mát luôn. Cái bùn đốt không có sự sức công. Cái ruột của nó thì ruột dập một mặt chữ nha. Đó, có bát 2517191 nằm ở chính giữa luôn. Chặn xăng và ốc đá. Ở đây cái bông của nó theo thời gian cũng còn mới can. Bánh xe vẫn có viên đá luôn nha anh em. Đó. Đây, bên trong của nó là nó sẽ có một cái lưỡi gà mảnh, gọi là lưỡi gà lá lúa. Tim là tim bột. Một chiếc khá là đẹp. Mấy chục năm mà tình trạng như thế này em thấy quá là xuất sắc và ok. Còn về chiếc hộp của nó thì anh em sẽ để ý là những mẫu Jibo xưa mà có hộp giấy xưa mà để thiết kế riêng cho cái mẫu có emblem nhô cao như thế này, thì cái phần đế hộp của nó thì anh em sẽ thấy này, cái thành của nó nè, nó sẽ cao lên để khi mà mình bỏ cái Jibo có emblem vào, mình đậy nắp lại thì nó sẽ không có bị cắn nha anh em. Nó như thế này, cái thành nó cao hơn những cái form Jibo thông, những cái hộp cho Jibo thông thường nha. Đó là một cái hộp đi theo Jeep luôn à. Và theo dòng thời gian 5 tháng thì anh em sẽ thấy nè, cái hộp cũng còn mới ken. Hàng này là anh Tây chắc anh sưu tầm hoặc là trong cái cửa hàng sưu tầm rất là kỹ, hoặc là trưng bày rất là kỹ luôn à. Đó. Tờ giấy đỏ nó cũng còn mới lắm à. Theo dòng thời gian mà nó cũng còn mới. Nhiều anh em cũng sẽ thắc mắc, nhưng mà cái này thì nhiều anh em mà có sưu tầm thì anh em cũng sẽ biết à. Còn những anh mới thì đôi lúc cũng sẽ có sự thắc mắc nên là không tránh khỏi. Đây, còn về cái hộp đây. Đó, cái hộp mới ken. Quá là đẹp nha anh em. Đối với một chiếc cái hộp chỗ này thì nó hơi rách nhẹ thôi. Nó hơi rách nhẹ thôi chứ không có dễ thấy, nó khó thấy à. Tại vì bên em thì lúc nào cũng kỹ để anh em có thể cảm nhận rõ ràng hơn. Dạ, thì chiếc này thì em xin phép giao lưu đến anh em là 3,6 triệu nha, cho một chiếc Jibo mới chưa lên lửa năm 1966, năm đầu tiên của 8 gạch đứng, Jibo chữ xéo. Và bên trong đơn hàng thì em cũng sẽ tặng kèm anh em một vỉ đá vàng chính hãng như thế này, và luôn luôn bao phí ship đến với anh em. Và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Jibo đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Jibo Gò Vấp Dưới Đa của em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.